tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi buồn vui trong những câu kiều tôi nghe giai điệu tổ cuộc tôi hùng thiêng trong tiếng Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công an Thị xã Nghi Sơn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện khi tham gia giao thông an toàn cho 1.836 học sinh trường Trung học Phổ thông Tĩnh Sa 1. Ban Quản lý rừng phòng hộ thị xã Nghi Sơn tăng cường công tác trồng mới rừng sản xuất và phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng. Xã Định Hải triển khai công tác tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 3, đội cảnh sát giao thông công an thị xã Nghi Sơn phối hợp với công ty cổ phần Honda Đức Anh 1 tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện tham gia giao thông an toàn cho học sinh trường trung học phổ thông tỉnh Sa Một. Tại buổi tuyên truyền, 1836 học sinh trường trung học phổ thông tỉnh Sa Một đã được cán bộ đội cảnh sát giao thông công an thị xã thông tin về tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã Nghi Sơn năm 2021, hậu quả tác hại của tai nạn giao thông, một số quy định của luật giao thông đường bộ, phân tích nguyên nhân gây tai nạn giao thông, những kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, ý nghĩa của các biển báo tín hiệu giao thông, tuyên truyền về luật giao thông đường bộ thống kê về các lỗi vi phạm bị xử phạt liên quan đến các em học sinh, trao đổi một số lỗi thường gặp mà người tham gia giao thông, nhất là học sinh, đồng thời hướng dẫn một số kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông. Các em học sinh cũng được công ty Honda Đức Anh 1 hướng dẫn các kỹ năng khi điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy, xe máy điện. Các em học sinh còn được tham gia giao lưu, trao đổi, chia sẻ những hiểu biết về luật giao thông đường bộ, cũng như ý thức trách nhiệm của học sinh khi tham gia giao thông trên đường trả lời các câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến luật giao thông đường bộ thông qua buổi tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng điều khiển phương tiện mô tô xe gắn máy xe máy điện nhằm nâng cao hiểu biết ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông trong trường học Thưa quý vị và các bạn, Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn hiện đang quản lý 6.116,8 ha rừng. Nhận thức được ý nghĩa to lớn của rừng đối với đời sống con người và môi trường, ngay từ đầu năm 2022, đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả phương án kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng. Theo đó, đơn vị đã chỉ đạo trồng mới rừng sản xuất được 35 ha tại xã Trường Lâm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng như tu sửa 21 trên 26 km, hệ thống đường băng trắng cản lửa, kết hợp đường tuần tra bảo vệ rừng. Dự kiến trong thời gian tới, đơn vị hoàn thành 5 km còn lại trước mùa nắng nóng. Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn cũng đã phối hợp với hạt kiểm lâm thị xã, chỉ đạo làm mới 2,7 km, hệ thống đường băng trắng kết hợp đường tuần tra, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, và triển khai thực hiện có hiệu quả phương án làm giảm vật liệu cháy dưới tán rừng thông bằng biện pháp đốt cháy trước có kiểm soát trên 200 ha, chỉ đạo các hộ nhận khoán phát dọn làm giảm vật liệu cháy 899 ha. Bên cạnh đó, đơn vị đã tăng cường cán bộ bám cơ sở, phối hợp với cơ quan chức năng chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền các quy định của nhà nước về bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn dự báo cảnh báo nguy cơ cháy rừng đến người dân. Đồng chí Nguyễn Hiễu Thường, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn cho biết. Ngoài cái việc tu sửa cái hệ thống đường băng trắng, cản lửa kết hợp đường tuần tra bảo vệ rừng, thì Ban đã chỉ đạo phối hợp đối với các hộ nhận khoán tổ chức làm giảm vật liệu cháy bằng cái biện pháp đốt trước có kiểm soát ở các cái khu vực rừng thông có cái nguy cơ cháy cao ở cái khu vực gần nghĩa địa gần chùa gần dân cư gần các cái khu vườn rừng của các cái hộ dân được trên 200 ha. Đấy, ngoài cái việc làm giảm vật liệu cháy bằng cái biện pháp đốt trước có kiểm soát đấy thì ban cũng đã chỉ đạo các cái hộ nhận khoán là phát dọn làm giảm vật liệu cháy ở dưới tán rừng thông ở cái khu vực mà các hộ nhận khoán mà có nguy cơ cháy cao là 899 ha. Đấy. Và sắp tới thì ban sẽ tiếp tục vào xác định được cái 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 những cái ngày mà nắng nóng có cái nguy cơ cháy cao là tổ chức tuần tra trực gác và kết hợp cái tuần tra lưu động ở những các cái điểm có cái nguy cơ cháy cao nhằm phát hiện và à, phát hiện và xử lý kịp thời các đám cháy vừa khi mới phát sinh. Mục tiêu là hạn chế đến cái mức thấp nhất gây ảnh hưởng thiệt hại đến tài nguyên rừng và đất rừng. Cùng với nhiệm vụ trọng tâm phòng cháy chữa cháy rừng, trong thời gian tới, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nghi Sơn tiếp tục chỉ đạo trồng mới rừng phòng hộ với tổng diện tích 184,79 ha tại các phường Mai Lâm, Trúc Lâm, Nguyên Bình, Tân Dân và xã Hải Nhân. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm đợt 1 năm 2022, Ủy ban nhân dân xã Định Hải đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, thực hiện giả soát đàn vật nuôi đến từng hộ gia đình để đăng ký số lượng vaccine cho từng loại gia súc gia cầm và tổ chức công tác tiêm phòng, đồng thời tuyên truyền đến từng hộ gia đình và tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã về mục đích ý nghĩa tầm quan trọng của việc tiêm phòng. Theo kế hoạch, từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4 năm 2022, xã Định Hải sẽ triển khai tiêm vaccine phòng dại cho chó, tiêm vaccine lở mồm long móng, cho 520 con bò và 10.000 con gia súc gia cầm. Đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Định Hải cho biết. Để đảm bảo cho công tác phòng chống dịch gia súc gia cầm năm 2022, thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Thị xã Nghi Sơn, về phía Ủy ban nhân dân xã sẽ thực hiện kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã Nghi Sơn là xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập cái ban chỉ đạo À, rồi như vậy là giao thành lập ban chỉ đạo và đồng thời như vậy là giao cho các cái thành viên trong ban chỉ đạo trực tiếp đến như vậy là các thôn vận động nhân dân à, thực hiện cái công tác tiêm phòng để như vậy đảm bảo về như vậy phòng chống dịch thì và đồng thời như vậy là tuyên truyền cho mọi người dân trên các cái thông tin đại chúng đặc biệt là thôn của các truyền thành của xã cũng như thế là các cái truyền thành của thôn trước trước thời gian tiêm phòng từ khoảng 5 đến 7 ngày để cho công tác chuẩn bị nhân dân được biết và thấu hiểu để thực hiện tốt cái công tác tiêm phòng dịch năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, phường Hải Bình hiện có trên 200 phương tiện đánh bắt và thu mua hải sản. Trong 3 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng khai thác hải sản trên địa bàn phường ước đạt 500 tấn và sản lượng thu mua 1.500 tấn, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân là do giá xăng dầu tăng ảnh hưởng đến việc bám biển, đánh bắt thủy sản của ngư dân. Trước thực trạng trên, Ủy ban nhân dân phường Hải Bình tiếp tục nắm bắt tình hình, tuyên truyền động viên ngư dân khắc phục khó khăn để tiếp tục vươn khơi bám biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, vụ chiêm xuân năm 2022, xã Thành Thủy đưa vào gieo trồng với tổng diện tích là 320 hecta, trong đó diện tích cây lúa là 246 hecta, lạc 40 hecta, còn lại là các cây trồng khác như ngô, khoai, rau màu. Do đặc thù đồng đất và thời vụ, trên 246 hecta diện tích cây lúa được cơ cấu đến 90% là giống lúa lai, chủ yếu là thái xuyên 111, VT 505 cây lạc được cơ cấu giống L12 trên đất vàn cao, còn diện tích vùng thâm canh, cơ cấu giống L14, L26. Cây ngô chủ yếu là giống ngô lai đơn, có thời gian sinh trưởng ngắn như CP999, B06. Hiện nay, cây trồng trên địa bàn xã đang sinh trưởng và phát triển tốt. Ủy ban nhân dân xã tiếp tục động viên người dân, tích cực thăm đồng để phát hiện các loại sâu bệnh, từ đó góp phần đảm bảo về năng suất sản lượng đề ra. Thưa quý vị và các bạn, vụ châm xuân năm nay, người dân trên địa bàn phường Nguyên Bình giao trồng 578 ha, trong đó diện tích lúa 172 ha với cơ cấu sống chủ yếu là thái xuyên 111 và khang dân, còn lại là các cây trồng khác gồm lạc, khoai, ngô và rau màu. Nhờ thời tiết thuận lợi và công tác chăm sóc tốt, nên các loại cây trồng đang sinh trưởng phát triển tốt, cây lúa bước vào thời kỳ đè nhánh. Bên cạnh đó, địa phương tích cực tuyên truyền và hướng dẫn người dân thường xuyên bám sát đồng ruộng để theo dõi diễn biến sinh trưởng của cây trồng, cũng như phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo năng suất đạt kế hoạch đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi nên hơn 400 hecta lúa trên địa bàn xã Tân Trường đang sinh trưởng và phát triển tốt, không có sâu bệnh hại lúa đã bước vào thời kỳ đẻ nhánh làm đồng. Theo đó, vụ chiêm xuân năm nay, người dân trên địa bàn xã gieo cấy chủ yếu là giống lúa lai. Để đảm bảo diện tích lúa đạt năng suất đề ra, địa phương đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thường xuyên thăm đồng, theo dõi diễn biến sinh trưởng của cây lúa, kịp thời phát hiện các loại sâu bệnh để tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, với hoạch định đưa công nghiệp năng lượng trở thành mũi nhọn, tỉnh Thanh Hóa đã tập trung nguồn lực, ưu tiên các giải pháp điều hành nhằm phát triển khu kinh tế Nghi Sơn thành trung tâm năng lượng của cả nước. Cùng với các dự án đã vận hành, tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục nỗ lực tạo mọi thuận lợi cho các dự án đang triển khai thi công, đồng thời tiếp tục đề xuất bổ sung các quy hoạch công nghiệp năng lượng mới phù hợp với lợi thế tại một trong 8 khu kinh tế trọng điểm của cả nước. Sau 7 năm chính thức đi vào vận hành thương mại, cuối năm 2021, nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã cán mốc 25 tỷ kWh cung cấp cho hệ thống điện quốc gia. Với khoảng 3,6 tỷ kWh điện trên năm, nguồn điện do nhà máy cung cấp đã góp phần giảm sự phụ thuộc vào thủy điện và công suất truyền tải từ Bắc vào Nam, nhất là các đợt cao điểm mùa khô. Cùng với các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số ở nhiều lĩnh vực năng lực vận hành, hiệu quả sản xuất và khả năng cung ứng điện của nhà máy chắc chắn sẽ tiếp tục được nâng lên trong những năm tới, đáp ứng nhu cầu sự phát triển kinh tế xã hội khu vực Bắc Trung Bộ. Được biết, Trung tâm Điện lực Nghi Sơn được Bộ Công nghiệp, nay là Bộ Công Thương, phê duyệt tại quyết định số 2833 ngày 13 tháng 10 năm 2006, gồm hai nhà máy nhiệt điện than sử dụng công nghệ phát điện, ngưng hơi truyền thống đốt than phun, Ngoài nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 đã đi vào vận hành, hai tổ máy với công suất 2 x 600 MW cũng sẽ đi vào vận hành thương mại trong năm 2022. Trong đó, tổ máy số 1 đã hòa lưới điện quốc gia vào tháng 1 năm 2022. Tại khu kinh tế Nghi Sơn hiện nay cũng đã có 6 tổng kho xăng dầu được cấp phép đầu tư. 6 tổng kho xăng dầu này sẽ tăng cường năng lực cơ sở vật chất kỹ thuật cho hệ thống tiêu thụ xăng dầu và khí hóa lỏng của liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, hình thành đầu mối trong chuỗi các doanh nghiệp phân phối sản phẩm xăng dầu và khí hóa lỏng tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, bảo đảm an ninh năng lượng và từng bước hình thành trung tâm kinh doanh xăng dầu lớn trong khu vực. Trong đó, tổng kho và bến cảng xăng dầu Anh Phát có quy mô lớn nhất và đã chính thức đi vào hoạt động từ quý 4 năm 2021. Tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng. Quy mô của kho xăng dầu giai đoạn 1 gồm có kho xăng dầu có 14 bể chứa với tổng dung tích 165.500 m khối, kho LNG có 2 bể chứa với dung tích trên 2.000 m khối. Ba cảng nhập xuất xăng dầu có công suất 3.000 tấn, hai cảng 12.000 tấn, một cảng 80.000 tấn với các cầu cảng, tuyến luồng và khu quay trở. Với quy trình vận hành được số hóa tối đa, Toàn bộ dữ liệu được truyền về phòng điều khiển trung tâm, giúp kỹ thuật có thể nhanh chóng kiểm soát, tổng quát và điều hành công việc. Chỉ cần thao tác trên máy tính tại phòng điều hành trung tâm, các kỹ sư tại tổng kho xăng dầu và bến cảng Anh Phát có thể vận hành, điều khiển việc xuất nhập xăng dầu cho khách hàng một cách nhanh chóng, đồng thời giám sát tổng quan tình trạng hoạt động của các bồn chứa xăng dầu. Hiện nay, tổng công ty Đầu tư Xây dựng và Thương mại Anh Phát, công ty cổ phần đang phấn đấu sẽ hoàn thành xây dựng hệ thống tuyến ống xăng dầu từ nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn về tổng kho trong tháng 9 năm 2022, đồng thời nâng cấp mở rộng năng lực xuất đáp ứng nhu cầu cho nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn. Đầu tư mới hệ thống xuất nhiên liệu Z A1 đáp ứng nhu cầu phân phối nhiên liệu Z A1 ra thị trường, bến cảng xuất nhập khẩu xăng dầu tiếp nhận tàu tới 20.000 tấn phục vụ đồng bộ cho hoạt động lưu thông hàng hóa nhằm tiếp tục phát huy lợi thế của khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cũng đang hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với các dự án tổ hợp điện khí, năng lượng tái tạo, nhiệt điện sinh khối. Theo đó, tỉnh Thanh Hóa đã đề xuất Bộ Công Thương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung trung tâm điện khí LNG Nghi Sơn công suất 9.600 MW, bổ sung 3 dự án điện gió với tổng công suất 249 MW tại khu kinh tế Nghi Sơn là Bắc Phương, Nghi Sơn 150 MW, Hải Lâm 49,5 MW và Thanh Phú 49,5 MW. Đồng thời, tiếp tục các hoạt động xúc tiến, mời gọi doanh nghiệp trong và ngoài nước khảo sát vị trí phù hợp để đầu tư các dự án năng lượng mới thân thiện với môi trường. Kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn thực hiện thắng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Thực hiện công văn số 3171 UBNZNN ngày 10 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai thắng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm, đặc biệt là công tác phòng chống bệnh viêm da nổi cục châu bò, dịch tả lợn châu Phi và bệnh cúm gia cầm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã ban hành kế hoạch thực hiện tháng tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn như sau. Một lớn mục đích yêu cầu. Một, mục đích thực hiện đợt tổng vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường nhằm tiêu diệt mầm bệnh truyền nhiễm nguy hiểm gây bệnh cho đàn gia súc gia cầm, đặc biệt là các bệnh viêm da nổi cục châu bò, cúm da cầm, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, bệnh dại. Chủ động ngăn chặn dịch bệnh xảy ra, giảm thiệt hại về kinh tế, đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm. Hai yêu cầu, tổ chức thực hiện phải có sự chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, từ thị xã đến cơ sở, thực hiện theo sự chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thị xã. Việc tiêu độc khử trùng phải được thực hiện theo quy định, vệ sinh cơ giới trước, sau đó tiến hành khử trùng, tiêu độc bằng hóa chất đối với tất cả các đối tượng thuộc diện phải vệ sinh khử trùng, tiêu độc. Người tham gia thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng phải đủ sức khỏe hoàn thành công việc được sao, trang bị đầy đủ kiến thức, dụng cụ và bảo hộ lao động, trả công theo chế độ quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người gia súc gia cầm và các phương tiện dụng cụ trong quá trình vệ sinh tiêu độc. Hai lớn, nội dung thực hiện. 1. Tổ chức tuyên truyền, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã, hệ thống loa truyền thanh các xã phường, các đoàn thể từ thị xã đến cơ sở, tập trung tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh gia súc gia cầm và vai trò tác dụng lợi ích của công tác vệ sinh khử trùng tiêu độc trong việc phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để tích cực tham gia thực hiện. 2. Tổ chức vệ sinh khử trùng tiêu độc 2.1. Chợ buôn bán, xếp mổ, tập kết, Thu gom gia súc gia cầm sống, có khu vực riêng cho từng loại gia súc gia cầm, đặc biệt phải phân tách khu bán giết mổ gia cầm riêng biệt tại chợ. Bố trí hố khử trùng có chứa vôi bột hoặc thuốc sát trùng tại các lối ra vào khu vực buôn bán giết mổ, tập kết, thu gom gia cầm. Quét dọn và phun thuốc khử trùng khu vực bán gia súc gia cầm và các vật dụng liên quan sau mỗi buổi chợ. Phương tiện vận chuyển lồng nhốt gia súc gia cầm phải được phun khử trùng khi vào và khi ra khỏi chợ. Những quầy bán thịt gia súc gia cầm ở các chợ phải được vệ sinh thú y và phun thuốc khử trùng tiêu độc sau mỗi buổi chợ. Quét dọn và xử lý chất thải rắn trong chợ bằng biện pháp trôn hoặc đốt. 2.2. Cơ sở chăn nuôi gia súc gia cầm Đối với cơ sở chăn nuôi tập trung, phát quang cây cỏ xung quanh trường nuôi, quét dọn, thu gom phân rác, chất độn chuồng để đốt hoặc trôn, khơi thông cống rãnh phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại dụng cụ khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần ít nhất một lần vệ sinh tiêu độc khử trùng các phương tiện dùng vận chuyển gia súc gia cầm và thức ăn trước khi ra vào cơ sở chăn nuôi đối với chăn nuôi hộ gia đình quét dọn sạch sẽ khu vực nuôi nhốt gia súc gia cầm bao gồm cả nơi chăn thả thu gom phân rác chất độn chuồn để đốt hoặc trôn phun thuốc sát trùng toàn bộ chuồng trại dụng cụ khu vực chăn nuôi và vùng phụ cận mỗi tuần ít nhất một lần. Vệ sinh sạch sẽ phương tiện dụng cụ vận chuyển gia súc gia cầm sau mỗi lần vận chuyển. Cơ sở ấp nở gia cầm, thủy cầm. Phát quang cây cỏ xung quanh và quét dọn sạch sẽ toàn bộ khu vực lò ấp, đường ra vào cơ sở ấp nở, thu gom phân rác, chất độn chuồng, vỏ trứng đã ấp nở để đốt hoặc trôn, khơi thông cống rãnh, phun thuốc sát trùng hàng ngày, toàn bộ khu vực lò ấp, đừng ra vào cơ sở ấp nở các phương tiện vận chuyển trứng và gia cầm mới nở. 2.3. Cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung. Nơi nhốt gia súc gia cầm chờ giết mổ sau khi gia cầm đưa đi giết mổ toàn bộ khu vực nhốt phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng. Phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật phải được vệ sinh tiêu độc khử trùng trước khi ra khỏi cơ sở giết mổ. Nơi giết mổ phải vệ sinh tiêu độc khử trùng sau mỗi ca giết mổ. Phát quang cây cỏ xung quanh cơ sở, nhà xưởng khơi thông cống rãnh. 2.4. Nơi công cộng, đường làng ngõ xóm. Phát động toàn dân thực hiện đợt tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm, đường phố, khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, phun tiêu độc đường làng ngõ xóm nơi công cộng, mỗi tuần ít nhất một lần. 2.5. Đối với động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị thu giữ. Vệ sinh tiêu độc khử trùng phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập lậu bị bắt giữ, quét dọn và phun thuốc khử trùng, tiêu độc khu vực nhốt động vật ngay sau mỗi đợt tiêu hủy, phân xác phải được xử lý chôn hoặc đốt. Ba lớn thời gian và kinh phí thực hiện. Một thời gian thực hiện, tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được thực hiện đồng bộ trên địa bàn toàn thị xã từ ngày 18 tháng 3 năm 2022 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022. Hai kinh phí thực hiện, ngân sách thị xã hỗ trợ kinh phí mua vật tư hóa chất để triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường, phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm. Ủy ban nhân dân các xã phường huy động đủ số lượng người theo yêu cầu của công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại địa phương, tổ chức các đội làm tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ buôn bán động vật sống ở nông thôn nơi công cộng, đường làng ngõ xóm, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu. Việc phun khử trùng được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quét dọn, cọ, rửa sạch, Đối với những trại chăn nuôi tập trung, cơ sở ấp trứng gia cầm, chủ động bố trí vật tư kinh phí, tổ chức thực hiện dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn thú y. Bốn lớn tổ chức thực hiện. một Phòng kinh tế là đơn vị thường trực, chịu trách nhiệm đơn đốc theo dõi kiểm tra việc triển khai thực hiện, tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các xã phường, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 2. Các thành viên ban chỉ đạo và cán bộ thị xã được phân công phụ trách địa bàn tại quyết định số 8929 ngày 16 tháng 8 năm 2021 bám sát cơ sở để chỉ đạo đôn đốc và giám sát việc thực hiện các nội dung nhiệm vụ tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn. 3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận, quản lý và phân phối vật tư hóa chất cho các xã phường, đảm bảo đủ số lượng kịp thời cho công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng, phân công cán bộ bám sát địa bàn hướng dẫn quy trình kỹ thuật tiêu độc khử trùng, đảm bảo hiệu quả an toàn cho người, động vật và phương tiện. 4. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Kinh tế và Ủy ban nhân dân các xã phường hướng dẫn đôn đốc làm vệ sinh, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ và xử lý kịp thời các tình huống bất thường xảy ra đối với môi trường trong quá trình sử dụng hóa chất tiêu độc khử trùng. 5. Đề nghị các tổ chức đoàn thể vận động đoàn viên hội viên quần chúng nhân dân tích cực tham gia thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn thị xã. 6. Phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch và hệ thống loa truyền thanh các xã phường tập trung tuyên truyền về mối nguy hại của dịch bệnh gia súc gia cầm và vai trò tác dụng lợi ích của công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm để nâng cao nhận thức của mỗi người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh. 7. Ủy ban nhân dân các xã phường chuẩn bị đầy đủ dụng cụ hóa chất tài liệu, bảo hộ lao động, phát động toàn dân tích cực tham gia làm vệ sinh đường làng ngõ xóm, huy động đủ số lượng người theo yêu cầu của công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng tại địa phương, tổ chức các đội phun thuốc sát trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, bãi chăn thả, chợ buôn bán gia súc gia cầm sống, quầy bán thịt gia súc gia cầm, nơi công cộng, đường làng ngõ xóm. 8. Đối với chủ các trang trại, gia trại và chủ hộ chăn nuôi, cần chủ động tích cực thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, dụng cụ và khu vực chăn nuôi. Trên đây là kế hoạch thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc môi trường phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường và trưởng các ngành đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng mục đích và yêu cầu đặt ra. Chủ tịch đã ký Nguyễn Tiến Dũng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!